Rồi hello anh em ha. Hôm nay cửa hàng em lên một con Huina ha anh em. Một con Huina 42 nha. Dòng này đang rất là hot ở thị trường Việt Nam mình ha anh em. Nó nằm bê tông, nó 42 ly ha, máy chính hãng của Thụy Điển anh em. Dòng này chạy cực kỳ ngon luôn, 42 ly. Rồi tem nhôm đó anh em. Huina 42, mã số là 4460462. Máy đi siêu ai đành anh em thấy không? Coi là chính hãng của Thụy Điển anh em. Máy con này rất là đẹp luôn ha, để em soi mặt tiền cho anh em coi nè. Mặt tiền nó rất là đẹp nha. Trong đây là rửa không kỹ nên hay dơ rồi nè. Chứ mặt tiền chưa chốc sơn anh em để đi, chưa chốc miếng sơn luôn ha. Hầm gồng đang mung rồi nè. Quá đẹp. Rồi nó đi theo máy là cái lam tản nhiệt anh em. Cái lam đầu nối hai khúc tản nhiệt ha. Đầu nối hai khúc nha, tản nhiệt nha. Làm zin theo máy nó nghe nè. Cộng sên hay cùn nha anh em, em bán ra em sẽ cắt cho anh em sẽ sên mới nha, cắt cho anh em sẽ sên mới. Con này zin 100% nha, bán ra bảo hành động cơ anh em là 12 tháng anh em, cho anh em đi khai thác đẹp ra nha. Con này có thể đi khai thác tầm trung hoặc là dùng gia đình nha anh em. Động cơ đó là 42 ly nha. Rồi em sẽ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy ha. Con này em bán là 3.3 nha anh em, 3.300.000 nha. Bán ra bảo hành động cơ anh em là 12 tháng, bảo hành điện anh em là 3 tháng. Rồi nổ máy anh giùm anh nha. Nổ rất là nhuyễn anh em, ganti là không trôi xích nha. Bên nắp lam thì nó có hơi bị dính nước sơn tí nè. Đây là có sáp anh em, bấm áp cho giật rất là nhẹ nha. Rồi nó U42 nha, 42cc anh em. Không bể dở chỗ nào nha anh em. Máy móc thì nguyên nghiêm chỉnh nha. 3.300.000 anh em nào cần thì liên hệ em. Nó chỉ mắc hơn Trung Quốc tí thôi anh em, nhưng mà anh em đổi lại là anh em xài bền hơn Trung Quốc khoảng 5 cây Trung Quốc. Hư trước cái này nữa anh em. Con này dễ tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều nha.